Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại video tiếp theo mình. Lại là mình đây. Đấy, hôm nay là lên hôm qua là cũng gọi là có lên cho anh em một video bắt con MD5 rồi đúng không? Đấy, hôm qua lên MD5 rồi, nay là test khung giờ buổi chiều cho anh em nhé. Đây nay là cũng gọi hôm qua là có nhắn nhủ với anh em bảo là hôm kia chứ. Ừ, hôm kia bảo nhắn nhủ với anh em bảo có nên làm về khung giờ buổi chiều hoặc là buổi buổi trưa của buổi chiều không? Đấy thì là hôm qua là cũng gọi là làm về MD5 rồi. Hôm nay là làm về cái khung giờ buổi chiều anh em nhé. Buổi trưa thì khả năng để mai đi. Đấy, khả năng để mai đi. Không anh em thích mẹ khung giờ buổi tối cũng gọi là ok luôn. Lên luôn cho anh em video. Đây, mình lấy tờ giấy ra không phân tích cho anh em nhé. Thì đây vào luôn, soi luôn cho anh em này. Đấy, cái phương pháp của mình nó đi là xính ngầu 2 cộng với tổng điểm 3 hột. Tổng điểm 3 hột ở đây là con 7 này. Đấy, xính ngầu 2 là cái dòng đỏ đỏ dưới anh em nhé. Đấy, đây để lấy cái này di chuyển cho anh em biết này. Ui, đéo nào lag thế. Ôi ôi. U vãi cả đái ạ. U thề lag luôn ạ. Thấy anh em máy nóng anh em ạ. Máy nóng lag. Máy nóng. Đây, tổng điểm 3 hột của tôi là 7 nhá. Còn dưới đây là xính ngầu 2 này. Trên này tổng lịch sử 3 hột, tổng 3 hột hết rồi. Đấy, thì 7 này 7 cộng với cả xính ngầu 2 ở đây bên này anh em. Cái chấm đỏ này nó đứng ở hàng nào anh em nhìn sang bên này có từ 1 đến 6 rồi anh em cộng lại với nhau. 7, 7, 3 là 10. 10 thì như anh em cũng biết cái phương pháp của tôi đúng không? 10 nếu mà ra tài sẽ là vào cầu thuận. Đấy, còn nếu mà ra xỉu vào cầu nghịch em nhá. Thì ở đây là cầu tài sẽ là con thuận thì theo chiều hướng cầu thuận sẽ là chặn tài lẻ xỉu. Còn theo chiều hướng cầu nghịch sẽ là chặn xỉu lẻ tài anh em nhá. Rồi. Vào soi luôn cho anh em này. Ok, mày ăn vào soi cho anh em. Bú thế nhỉ? 17, 17, 16, 2, à đâu, gió lắm tay ra xong rồi mình vào 17 cho anh em. Hay đủ, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 9 với 6 là 15, 15 xuống xỉu và một con thuận. 7, 7 với 1 là 8, 8 xuống xỉu một con nghịch này. 8 với 1 là 9, 9 xuống xỉu một con thuận. 7, 7 với 3 là 10, 10 lên tài một con thuận tiếp. À, có đi ảo thật đấy, 7, 7, 6, 2, 3. Nên đang đi cầu 1, 1 lại sẽ bẻ sang con thuận anh em ạ. 23 thì nếu mà theo tôi biết nhá, ở trên chắc chắn là đi gọi là cầu lập rồi, ở dưới sẽ là cầu bẹt. Tay này mình sẽ vào thuận một tay em nhá, vào nhẹ 2m thôi, vào nhẹ 2m thôi nào. Húp 123 anh em ơi, chuẩn là cầu thuận rồi anh em ạ. Đi tiếp một con thuận anh em nhá. Đấy, 3 thuận rồi, đi bẹt 3 thuận rồi thì tôi nghĩ cá chắc với anh em luôn là cầu trước khi nó ra 3 con thuận nó đi cầu lập anh em ạ. Đấy, giờ nó lại sang cầu bẹt, thì sau cầu lập sẽ là cầu bẹt và sau cầu bẹt sẽ là cầu lập. Rồi mình đánh tiếp vào con thuận anh em, đánh con thuận bao giờ nó gãy thì thôi anh em nhá, đánh quả cầu bẹt bao giờ gãy thì thôi. 63 là 9 này, 9 vào một con thuận sẽ là vào một con xỉu này. Tay này mình sẽ đi đầu tiền anh em ạ, bắt đầu là mình sẽ đi đầu tiền 3m anh em nhá. Vốn 54m để xem là có mút chùn chụt được cái tí nào không anh em ơi. Rồi. Anh em để xem là mẹ tay này có bu liếm được cái gì không? Tôi phải che tiền anh em ạ, che tiền vào không là nó nhảy tiền nên nặn mất vui đúng không? Rồi, để anh em đợi tôi tí cái. Rồi ok. Ôi ôi trắng trận ỉ giấy. 1-1 ra 2, tưởng 1-1 ra 1 thì gọi là bú luôn lên con bão. Bên này đang 18 tỷ anh em ạ. 18 tỷ đấy anh em. Làm quả lố hũ thôi nên mẹ gọi là bú mút chùn chụt luôn đi. Chuẩn đi một con thuận này, tay này mình bắt tiếp vào con thuận anh em nhá, bắt bao giờ nó gãy thì thôi. Được 4 con thuận rồi anh em ơi. Bú luôn bao nhiêu tay ấy nhỉ? À nay tôi có đánh em ạ, được 2 tay rồi. 2 tay rồi. 4 này 42 là 6. 6 thì vào một con thuận đúng không? Vào nhẹ tay. Vẫn là phương pháp đi đào tiền của tôi anh em ạ, còn thừa 750 kìa. Ok, nốt đi. Thế là bú được 6m rồi anh em ạ. Bú được 6m rồi. Khá là ấm êm đấy anh em ạ. Hai tay 6m, tay đầu tiên cũng được có 2m, tay thứ hai được 3m, gọi là bú được có 2m thì là ăn được có 3m mấy nha, 3m mấy anh em nào. Nào có chân là húp luôn anh em. 456 anh em nhá. Ok chưa, ổn áp chưa, tiếp tục đã đi một con thuận này, lại bắt tiếp một con thuận anh em, bắt bao giờ nó gãy thì thôi. Thì là mình đánh được bao nhiêu tay rồi nhỉ? 3 tay rồi anh em ạ, 3 tay rồi nhá.
một thuận một nghịch, hai thuận này, hai con thuận kia một tay thuận mình gãy, em mình tưởng bắt cầu một một nên hóa ra gãy dòng con thuận đấy. 15 với cả 15 với cả 4 là 19. 19 thì tay này vào thuận đúng không, vào xỉu này, vẫn là đi đều tiền thôi. Và tôi thấy cái khung giờ khá là ổn định anh em ạ, khá là ổn luôn. Đấy, nay giờ là bú ba tay thông rồi anh em ạ, hình như gãy được tay đầu tiên, hình như gãy tay đầu tiên đúng không? Đâu ba tay thông chứ làm gì có gãy tay đầu tiên nào. À, mày khung giờ chuẩn như thế này mày đòi làm gãy tay đầu tiên. Nãy là tôi cũng có đánh bằng cái phương pháp mới mà khả năng là tuần sau tôi sẽ ra cho anh em ạ. Đấy, khả năng tuần sau tôi sẽ ra cho anh em phương pháp mới. Ui bão. Ơ kìa. Sao nó không nổ anh em nhở? Thề. Ba con một mà nó không nổ cho ạ. 18 tỷ kia mà 18 tỷ ảo à? Hay nhà cái hút hộ ta? Rồi bốn tay ăn rồi. Mẹ tưởng bão tay đấy thì đúng là ngon ngút đồ ngọt luôn anh em ạ. 2 4 6 tay rồi. Cái 6 tay tỷ lệ bẻ của nó rất là dễ nên là tay này mình đi theo thuận nhưng mà mình vẫn gọi là vào nhẹ anh em nhá. Hay tay này vào mẹ 3M đi cho tròn 70. 3 với 1 là 4, 4 vào một tay thuận là vào tài này. Thì cầu dưới này đang đi cầu 11 anh em ạ, nhưng tay này vào mẹ 2M thôi. 2M4. 2M4. 59. 59 anh em nhá. Rồi 54 lên 65 là được 11M rồi anh em ạ. Quá là ngon luôn, ca quá là đẳng cấp mẹ, mút chút đi. Nào. Ôi giời ơi, chuẩn theo phương pháp của tôi anh em nhá. Này thì cầu 21 à. Cầu 21 làm sao đỡ được cái phương pháp của tôi anh em. Rồi thì tôi chốt lại cho anh em ở đây nhá. Đáng lẽ đánh 3M nhưng mà tôi vẫn kiểu hơi lo bởi vì nó đi theo cầu 21 mà anh em. Thì mình cứ dò tay đấy thôi. Đấy chốt lại cho anh em luôn là được có 54 à, 54 lên 69 à. Là được có 16M anh em ạ. À đâu? 15M. Ừ, chốt lại cho anh em 15M ở cái khung giờ buổi chiều anh em nhá. Đấy, khung giờ buổi chiều khá là ổn định từ lúc 14 giờ à, từ lúc 4 giờ chiều 4 giờ 10 phút à 4 giờ 15 phút chứ 4 giờ 15 phút cho đến là 4 giờ 25 rồi. 4 giờ 25 thì còn 5 phút nữa là hết giờ mẹo rồi anh em ạ. Thì thôi tôi cũng gọi là xin phép anh em, tôi sẽ dừng video ở đây thôi. Và anh em còn những cái thắc mắc gì về cái khung giờ mẹo, anh em có thể comment phía bên dưới nhá. Đấy, hoặc anh em muốn tôi làm về trái giờ mẹo, tôi sẽ lên làm cho anh em cái trái giờ mẹo nha anh em nhá. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.